khi lịch sử bị xuyên tạc bởi một ca sĩ hải ngoại. Nếu bạn lướt mạng những ngày này, sẽ biết thông tin ca sĩ Khánh Ly trở về Việt Nam sau hơn 40 năm. Dành cho những ai chưa biết, Khánh Ly cùng với Đan Nguyên là hai ca sĩ có thái độ chống chính quyền rất cực đoan, từng tuyên bố sắt đá rằng còn cộng sản thì không về Việt Nam. Đứng giữa Little Sài Gòn tuyên bố không bao giờ trở về Việt Nam kiếm tiền rồi lương tâm chống cộng luôn chảy trong máu tôi. Thực ra, những gì mà người ta nói nhiều khi chẳng giống những gì người ta làm. Nhưng dĩ nhiên, lịch sử đã qua rồi và nếu như biết ăn năn hối cải, biết đặt lại quá khứ rồi về Việt Nam cống hiến thì chẳng có chính quyền nào làm khó. Như bao nhiêu trường hợp khác, im lặng và cống hiến. Nhưng Khánh Ly vẫn ngang nhiên đứng hát giữa Đà Lạt bài Gia tài của mẹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với đoạn 20 năm nội chiến từng ngày. Theo thông tin từ khán thính giả, thì buổi biểu diễn và các tiết mục trong chương trình đã được duyệt bởi cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Tiếp nữa, Khánh Ly sẽ diễn bài hát này ở tour xuyên Việt trải dài mấy chục tỉnh thành. Điều này có khác gì, hạ thấp lịch sử Việt Nam hay không? Đặc biệt, tháng tới còn là tháng tri ân, tháng của hai ngày lễ gắn chặt với lịch sử dân tộc là ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 và ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7. Trong khi chúng ta đang nỗ lực bảo vệ lịch sử hàng ngày, thì có những con người luôn muốn phá tan điều đó. Nội chiến nào ở đây chỉ có cuộc kháng chiến của dân tộc, nếu nói quốc tế thì có thể châm chước bằng chiến tranh Việt Nam, chứ tuyệt đối không có nội chiến hai miền hay gì cả. Trở về Việt Nam với một tâm thế phi chính trị mà lại dáng nhồi nhét chính trị vào để làm gì? Khánh Ly trở về Việt Nam thì hãy tập trung hát những ca khúc đúng nghĩa nghệ thuật và đừng đụng chạm gì đến lịch sử. Nhà nước đã tạo điều kiện cho Khánh Ly về, gác lại quá khứ, chấp nhận cho Khánh Ly kiếm tiền thì hãy trân trọng, chứ đừng có bấm nút tự hủy và cố tuyên truyền chính trị cho người dân. Nếu ai nói rằng nghệ thuật và âm nhạc không liên quan gì đến chính trị, hãy nhớ lại những gì mà phương Tây đã làm với nghệ thuật và âm nhạc Nga. Cấm chứ còn gì nữa. Và hãy nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Liệu cơ quan chức năng nào, ai đã cấp phép cho một buổi biểu diễn xúc phạm lịch sử như thế? Liệu Khánh Ly có nên biết rằng đây là Việt Nam, là nơi lịch sử được giữ gìn, là nơi có hàng triệu người ngã xuống vì Tổ quốc, là nơi mà người Việt Nam đoàn kết đánh ngoại bang, chứ không bao giờ là nội chiến.